Bằng cấp có quyết định tiền lương mà bạn được nhận hay không? Câu trả lời có. Đây không chỉ là điều kiện để ứng tuyển vào vị trí nào đó, mà nó còn ảnh hưởng không nhỏ đến tiền lương của bạn. Vậy thì sở hữu những bằng cấp, chứng chỉ nào thì được nhận lương cao hơn? Hiện nay, tiền lương được trả cho người lao động bao gồm những khoản sau: mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là khoản tiền không bắt buộc như lương theo công việc hoặc chức danh thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu vùng hiện đang được áp dụng cho năm 2021 như sau: mức 4.420.000 đồng một tháng, áp dụng đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng 1; 3.920.000 đồng một tháng, áp dụng đối với người lao động làm việc tại vùng 2; 3.430.000 đồng một tháng, dành cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp thuộc vùng 3; 3.070.000 đồng một tháng, đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp thuộc vùng 4. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức lương áp dụng cho người lao động làm việc đơn giản nhất. Trường hợp người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề, thì tiền lương tối thiểu mà ngành này được nhận sẽ cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng. Mức lương này được thực hiện đối với những người lao động có các bằng cấp, chứng chỉ sau đây: 1. Chứng chỉ nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, bằng chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, theo Nghị định số 90 năm 1993. 2. Bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ, văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên, theo luật giáo dục năm 1998 và luật năm 2005. 3. Chứng chỉ dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng trung cấp nghề, bằng cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ đã hoàn thành học nghề, theo hợp đồng học nghề được quy định tại luật dạy nghề. 4. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 5. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo luật giáo dục nghề nghiệp. 6. Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ và tiến sĩ theo luật giáo dục đại học. 7. Văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài. Ngoài ra, người lao động được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề cũng được xác định là đã qua học nghề, đào tạo nghề để nhận lương cao hơn. Nếu có một trong các bằng cấp trên, bạn sẽ được trả lương ít nhất với mức sau: mức 4.729.400 đồng một tháng nếu làm việc tại vùng 1, 4.194.400 đồng một tháng nếu làm việc tại vùng 2, 3.670.100 đồng một tháng khi làm việc tại vùng 3, 3.284.900 đồng một tháng nếu làm việc cho doanh nghiệp thuộc vùng 4. Ngoài số tiền này, bạn vẫn sẽ được nhận đủ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng, v.v. Dù vậy, đây cũng chưa phải mức lương cố định dành cho bạn. Nếu có khả năng và kinh nghiệm dày dặn đối với vị trí việc làm, thì có thể người sử dụng sẽ phải bỏ ra số tiền lớn hơn rất nhiều để mời bạn về làm việc cho họ. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp người lao động dù có văn bằng, chứng chỉ nhưng lại chỉ được nhận lương tối thiểu vùng hoặc thậm chí còn thấp hơn cả lương tối thiểu vùng. Nếu không may rơi vào trường hợp này, bạn có thể khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội để đòi lại quyền lợi. Khi đó, công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 75 triệu đồng tùy vào số lượng người lao động bị vi phạm. Cùng với đó, công ty cũng buộc phải trả đủ tiền lương theo mức tối thiểu của người đã qua học nghề, đào tạo cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu, tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước cho bạn và những người lao động khác bị vi phạm. Trên đây là toàn bộ nội dung video. Nếu thấy thông tin trên hữu ích với bạn, đừng quên ủng hộ Luật Việt Nam bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật thêm nhiều kiến thức pháp luật.